Vâng, chào các bác. Chào các bác lại quay lại với shop hàng Nhật bãi. Em Toàn Thắng đây. Hôm nay em lên sóng giới thiệu với các bác là hôm nay nhà em mới về được một lô máy lọc nước các bác nhé. Một lô máy lọc nước chim Ion Neo. Đây các bác này. Chim Ion Neo thì dòng sản phẩm này là 5 tấm điện cực của hiệu chim. Nó có cho chúng ta lõi lọc là 10.000 lít các bác nhé. 10.000 lít cho chúng ta ra 7 loại nước từ 2.5 đến 10 chấm các bác nhé. Đấy, dòng chim này thì phím ấn rất là sang xịn mịn đấy các bác ạ. Hero cực cao. Thì em cũng xin giới thiệu các bác là bên hàng nhà em bán cam kết hàng ngon, chuẩn và không sơn si đây các bác nhé. Nhìn đây là tất cả những hàng nguyên bản không sơn si. Nếu các bác mà nhận, ví dụ các bác nào mà đã mua và trải nghiệm rồi thì nếu sơn thì người ta sẽ in lại những cái chữ này. In lại chữ này và cái công nghệ sơn thì mỗi nơi nó một cái sơn đẹp hay sơn xấu. Đấy, nhưng mà hàng này em cam kết nguyên zin các bác. Vì hàng trắng đẹp này thì những con chim này thì nó cũng cực kỳ ít các bác ạ. Đấy, bác nào mà quan tâm đến sản phẩm chim Ion Neo thì nhấc máy alo cho em. Đây, sản phẩm này thì nhà em lắp đặt trọn gói cho các bác là 9.500.000 các bác nhé. 9.500.000. Rất là đẹp luôn, nguyên bản. Còn đâu nhiều chỗ thì người ta có thể bán 8.000.000, 8.500.000. Đấy là hàng đều phải làm lại hết các bạn, đều phải sơn si lại. Nhưng mà nhà em đây thì đều mua những cái chất hàng đấu giá rất là xịn sò luôn. Thì các bác cũng biết rồi. Thì bác nào mà quan tâm xem kênh clip lần đầu tiên thì cho em xin giới thiệu em Toàn Thắng, chuyên gia dụng Nhật Bản, có địa chỉ tại Khói Châu, Hưng Yên. Tất cả các bác lắp đặt thì em cũng sẽ lắp đặt toàn quốc cho các bác. Lắp đặt nếu mà bác nào ở xa thì em sẽ gửi ship, sẽ bớt được tiền lắp đặt cho các bác. Đây nhà em có những cái mẫu lò vi sóng này, máy lọc nước SD501. Đấy, level lúc K8, SD501 thì em cũng tất cả các sản phẩm em lên em đều báo giá luôn. SD501 nhà em lắp chọn gói là 24.500, K8 thì nhà em đang bán là 32.000 lắp đặt chọn gói các bác nhé. Thì bác nào mà cần những sản phẩm lọc nước, máy rửa bát, rồi lò vi sóng, đây lọc không khí, tủ lạnh, bếp ga, bếp từ thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Các bác xem kênh thì cho em xin một nút like, kênh đăng ký màu đỏ. Đây em đang test những chiếc máy để bàn giao cho khách hàng. Các bác nếu bác nào quan tâm về những dòng Chevy thì hôm nay hoặc mai là bọn em sẽ về những cái lô Chevy rất là đẹp các bác nhé. Đây hàng em mua, hàng người ta bọc rất là cẩn thận các bác. Các bác nào mà sử dụng những cái chiếc máy lọc nước Ion Kiềm này thì cũng cực kỳ ok đấy ạ. Em chào các bác. Đấy, số điện thoại của em, bác nào mà cần thì liên hệ alo, em gửi đồ. Em thì dùng những cái bộ tiền lọc trước khi cho vào máy này. Thì những bộ tiền lọc này thì cũng xịn rồi các bác.